Cô thi đấu đầy nỗ lực, nhưng vì sao vẫn chưa làm huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong video clip này. Chỉ phải gặp đối thủ yếu là Campuchia, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình. Trong đó nổi bật là sự xuất hiện của Nguyễn Thị Thanh Nhã, cô gái sinh năm 2001 được xếp đá chính và có một trận đấu tương đối ấn tượng. Cô liên tục có những pha đi bóng lắc léo, kỹ thuật trước các hậu vệ của đội tuyển Campuchia. Dẫu vậy, khi được hỏi về màn trình diễn của những cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tỏ ra nghiêm khắc và nhận xét, đặc biệt là với Thanh Nhã. Ông cho rằng cô cần phải được mài dũa nhiều hơn nữa. Tôi vẫn nói thường xuyên rồi, đấy là những vận động viên trẻ chúng tôi đào tạo, tiếp tục phải đào tạo nữa, các em còn cháu còn non lắm. Và chúng tôi cũng chưa ưng ý đâu, còn phải nhắc rất là nhiều, nhắc nhở rất nhiều trong tập luyện cũng như trong thi đấu. Trước một đối thủ yếu như Campuchia thì chắc chắn là những kinh nghiệm quý báu cho cầu thủ quê Hà Nội trong hành trình tìm một vị trí chính thức ở màu áo của đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, huấn luyện viên của đội bóng đá nữ Việt Nam cũng chia sẻ, chiến thắng này giúp ông đạt được 3 điều quan trọng trước khi bước vào trận bán kết cam go. Mục đích của tôi trong trận đấu này, chúng tôi cái thứ nhất có 3 cái yêu cầu đối với đội mà tôi đã họp đấu pháp tôi đã nói rồi. Cái thứ nhất không bị thẻ, cái thứ hai là không bị chấn thương. Đấy, và cái thứ ba là phải có bàn thắng và có 3 điểm. Đấy, 3 cái đấy là quan trọng nhất với đội nữ chúng tôi trong trận đấu này. Thì 3 cái mục tiêu đấy thì chúng tôi đã đạt được. Trận bán kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 giữa đội tuyển Việt Nam và một trong hai đối thủ Thái Lan hoặc Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 trên sân vận động Cẩm Phả. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.